ta sẽ xem tiếp tập 5 của My Dear Gangster của ba nha. Ok, let's vẫn tiếp tục. Đêm hôm trước. Wow. Mơ màng, mơ màng. Nghe chạy rồi cho mày coi. Em rất chắc chắn. Em nghĩ là chúng ta nên mời bố mẹ sang xem luôn. Chúng ta cứ làm và cứ để một cái ghế ở giữa phòng cho bố mẹ ngồi xem. Oh my god. Sự thúc giục là mong muốn là cắn cái vòng nó đang lơ lửng kia lắm nhé, cái mặt vòng ấy kìa, hiểu muốn cắn lắm ấy, nhưng mà mình phải chặn lại. Mình cảm thấy là mình cần bình tĩnh hơn. Nhẹ thôi, không nó bong make up. Đan những ngón tay. Úp thìa. Baby, baby, baby. Buồn cười mà. Một cái ôm từ đằng sau. Kỷ niệm học sụp mát rồi. Cái là trong mặt của ai Pink kìa. đưa em hả? Này mình là kia nó còn vui đi nó. Đúng rồi đấy, trong cái mặt nó chưa đủ biểu cảm mà. Có một đứa kéo violon bài hát buồn nên nó đẩy từ trên tầng xuống ấy. Này con to kia. Mày nhầm Này phòng nó rồi. hỏng. Tao đang vui. Cái này đối với thằng này là không hổ nhà bố đi. Xuẩn mà. Tao mới trả càng thằng này thằng này. Thằng này ไปเคลียร์กับไอ้พวกเรื่องแบบมันเสร็จไม่ลงตัวตั้งใจไปคุยกับมันดีๆแต่ถูกตอบกลับด้วยนี่Mặc áo vào các bạn ơi, lạnh quá, lạnh. Đâu để xem được, đã không thể, tao quá mệt mỏi. ส่วนตรงเนี้ยถูกยิงโดนคนในเครื่องแบบเล่นเอาแทบแย่เหมือนกันส่วนตรงเนี้ยอุ้ยLà đánhเอnhauาแลว้ีวมพมีก่ก้อนรูแ้มวรูปตั้มจนผนมอไมน่อยากรู้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ๋อตอนนี้นี่เกิดอะไรพี่สัญญากับผมนะพี่จะไม่กลับไปเจ็บตัวแบบนี้อีกพี่บอกว่าพี่จะเลิก
กูพูดจริงๆนะเราปากผมแล้วนะพี่เราปากพี่ตั้งใจจะออกมาใช้ชีวิตแบบปกติอยากเปิดร้านอาหารสักร้านแล้วก็มีกายมาคอยช่วยพี่ดวงครับรุดดีถูกไหมคนว่าพี่ตั้งใจจะออกมาใช้ชีวิตแบบปกติอยากเปิดร้านอาหารสักร้านแล้วก็มีกายมาคอยช่วยพี่ดวงข้างพี่ตกลงไหมNó quá sáng chói so với các bạn. Ví dụ nó quá tắt mềm mỏi quá. Có bạn nào bị kiểu say vì rùa rồi của Min Min rồi như mình không? Thế luôn. Mình thế lúc nào mình kiểu nhìn cái mặt nó quá lâu, nó quá là mệt mỏi ấy. Nó quá là nó từ gì nó tạo quá. Nó tạo nó quá nhiều rồi tôi mệt. Cái cách nào để mô tả nó kiểu nó quá là mệt nó tức là một là đéo quan tâm điện thoại là một rồi nhá, thỉnh thoảng lắm ấy. Cái mặt của nó kiểu như nào nhỉ, nó quá là nó làm khiến những cái bé chúng ta rất là quá lớn lao đối với những thường dân như kiểu vậy. Nó cảm thấy thật nhỏ bé trước cái và nó muốn rút. Mình cũng biết, mình cũng đang, mình vẫn mình nghĩ là nó cũng sẽ muốn rút tại vì khi bản nó cũng chỉ như vậy thôi, sẽ muốn rút nhưng mà cái hành trình rút của nó chắc chắn nó sẽ khó khăn, nó không thể nào mà chắc chắn nó sẽ phải đánh đổi một cái gì đấy. Cái bố già sẽ không thể nào mà có thể bố già sẽ con phải ăn hết 3 quả sầu riêng nếu con muốn rút. Con ăn xong rồi. Và 10 cốc chè sầu tiếp. God. Nói chung là chắc chắn nó sẽ phải khó. Oh my god. กายพี่ขออะไรสักอย่างหนึ่งจากกายหน่อยได้ไหมขอแล้วพี่อะไรก็ได้เดี๋ยวพี่จะไปคุยกับเจ้านายต่อเลยพี่อยากได้ไปเป็นกำลังใจน้อยไปเดียวมันจะแสมาไฟเคยอันนี้ได้ไหมพี่ยังไม่ได้ซักเลยอ่ะดูเหมือนเดียวไม่เป็นไรเพราะมีกลิ่นของกายโอ้ยเป็นกำลังใจให้นะพี่ช่วงเวลานี้มันเคยเหนียวไอ้มันไม่เกี่ยวงงเหงาอ้วนมันซิ่งทำไงอ่ะสันจูบลาไงตรงนี้เหรอไหนบอกว่าคบกับพี่ต้องกล้าหน่อยดอกอ๋อหรอไม่กล้าโอ้โหไม่ทันเลยเหรอ
thôi, cả hai đứa nó luôn tắt. Thế này nó kiểu bị óng ánh ấy, nó kiểu lấp lánh rồi gì nhá. Ui. Ôi. Rồi pi khắp mà hạ cái ให้ ได้ นะ. Xinh lắm, đại cả hai đứa này. Em có cảnh này bọn nó xinh kiểu đặc biệt luôn đấy. Nó bây giờ gai sẽ phải vào gặp ông chủ đúng không? Chắc chắn nó sẽ không dễ dàng. Úi giời. Ai trời ơi. Mà Pink Pink ấy nó kiểu kiểu nó có độ cứng và nó có bộ nó có bộ bồng bềnh nhá, không nói làm gì. Ôi cái gì đấy, nó mê quá, không phải đâu, cái hình này Mimi nó xinh bất chấp luôn mọi mẹ quá, không thể nào mà xem nổi luôn đấy đó mẹ. Mình nghĩ là nhưng mà bất ngờ Thái Lan bị một con khủng long khổng lồ, một quái vật khổng lồ, một con quái vật bạch tuộc khổng lồ tấn công và nó bắt chính phủ phải hiến tế những người theo thứ tự xấu nó ăn trước, đẹp trai nó ăn sau cùng ấy, thì chắc chắn Min Min sẽ thuộc top những cái người sống được rất lâu đấy, vẫn có thể sống yên bình từ giờ đến già đấy. Nó kiểu là tự mình kiểu có private chat with với cả mini cha là hai đứa mà mình cảm giác kiểu visual nó rất là chóng mặt thật sự. Như như kiểu mình vừa đi một chuyến xe cao tốc tàu lượn nó tức là ngoài thì trông rất tĩnh thôi, nhưng mà trong trong đầu nó rất là lắc 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 chóng mặt chóng mặt. Thiêu chúng ta bé đã vượt qua được cái thử thách bài test của bố già ấy, tức là ông ý khi mà nó muốn rút khỏi cái gia đình mafia này thì nó tức là bố vứt cho nó một khẩu súng và chỉ bỏ ra một viên đạn thôi, còn những viên đạn còn lại vẫn ở đó. Ông ấy xoay lòng súng thì bây giờ bé bắn, nếu mà bé dí vào đầu mình và bắn thì bé đã làm thế và bé đã may mắn, và chúng ta tuy nhiên thì chúng ta vẫn bị một trận trước khi ra khỏi nhà, nhưng mà đổi lại thì chúng ta đã được tự do. Nhưng mà mình nghĩ mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Và bây giờ nó đang về lại đây với Tiêu. Ôi, vẫn lạc thế này à? Với Gai. Em báo mẹ em. Mày là ai? Khi đồn lạc thế này à? Em chơi ngải đi, đừng báo cảnh sát. Nuôi cô ma thong này. Mà bên đường không còn khi พี่บอกผมว่าอยู่กันแบบครอบครัวไม่ใช่หรอควรที่ไหนมาทำกันแบบนี้พี่ผิดสัญญาเองพี่โกหกพี่ต้องได้รับบทลงโทษมันเป็นกฎนี่มันไม่ได้เรียกว่าลงโทษมันทรมานพี่ชัดๆอ่ะชี้ไม่ชี้แฟนชั่มคนหมัดของบันนี้มันก็เลยอ
มไม่อยากเห็นพี่เจ็บตัวแบบนี้อีกผมรู้สึกเจ็บไปหมดสปิงปิงเราครับเหมือนจมเราก็บุญเกยเลยไม่ร้องไห้แล้วมันเก่งพี่ไม่เจ็บหรอกพี่ต้องดาวถามเปลี่ยนตือเดียนเราไต้หัวไอ้เนี้ยผมไม่อยากเห็นพี่เจ็บอีกแล้วนะต่อไปนี้พี่ไม่ต้องเจ็บตัวแบบนี้อีกแล้วมันจบแล้วจบแล้วตื่นจาsau khi rút ra khỏi giới mafia anh ấy trở nên kiểu trong lành hơn là sao? Anh ấy trở nên kiểu bùng bình hơn. Thế nó đó. Thôi mình nên kìm mà nào. Thôi. Chết tôi rồi mới khi cái này đi. Khi cái chuyện riêng này tao rồi.กินกินอ่ะกินอ่ะกินฮะฮะกินถึงเลยอ่ะกินไม่เอามาเลยเหรอตัวเซลกับไบรท์วัชิรวิทย์นิดนึงแล้วกับมินิชาแข็งใกล้หายละเดี๋ยวเราถังไว้จังให้ดีหรอมีดีก็ไม่ทำล่ามไปพี่อยากให้กายดูแลพี่แบบนี้ไปนานๆเอาอีกสักแผลไหมจะเอาแผลตรงไหนดีตรงนี้แล้วตรงนี้อ๋อเจ็บหรออ่าôi rồi sao bây giờ trong sáng vậy quên cái gì đấy mình ai mình bị say hôm nay mấy nghìn taxi say xe buýt say tàu thủy giờ say visual của min vãi cả lấy em rồiai vậy พี่ผิดเองอ่ะพี่ขอโทษนะที่ทำให้พวกเราต้องมาลำบากไปด้วยผมโอเคพี่สบายมากผมไม่เป็นไรเลยเราสัญญากันแล้วไงพี่จะละแกนจีเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเราจะผ่านไปด้วยกันนะมาไม่เป็นการเสียเวลาQuán lâu của chúng ta bị phá ấy, thì Guy nó đã mời nó gọi các bạn ở trong nhóm chơi game ấy. Yeah. Để trợ giúp vào Tune. Tune.
Chun kìa bạn. Chun nó đã, bé Chun này cũng ở trong là đàn em của Chiu đúng không? Thì nó cũng đã xin rút khỏi gia đình ông bố già và bé cũng đã bị đánh. Thì chút là nó cũng đã muốn ra đây để trợ giúp Hiểu của mình. Và bây giờ mọi người đã dọn dẹp xong, chúng ta ăn tối. อร่อยมากเลยครับเจ๊สุดยอดแต่มาเฟนว่าเผ็ดไปหน่อยอ่ะเขาจิ้มเผ็ดไม่ค่อยได้กินแล้วก็สนุกมาเฟนพี่ไม่รู้เลยไงว่าผิวเขามีแฟนแล้วใครไม่มีตอนไหนก็อยู่กันแต่ในร้านมาตั้งหลายวันตาผมหมดเสื้อเฮ้ยนะมาเฟนมันไม่รู้พันหนึ่งไวๆฮะbạn là nhé, phải chưa lớn hai bạn với nhiều 5.000 bạn chứ cài fan thì đừng nói hãy làm đi có họ không chơi cả nhỉ why new day here boy mình chưa tin mút tai đi. John, John, sụt giò rồi nè. Bây giờ chuyến xe này về đến đích vậy. Hôm nay mà. Tôi có sai. Một lấy vẫn chưa im nữa nè. ยังไม่อยู่ใช่ไหมพี่ใครเอาอะไรบ้างป่ะเดี๋ยวผมไปซื้อของเอาดิเอาดิพี่ต้นไปป่ะไปซื้อของไปจัดมาอะไรก็เอามาน้องฟิ้งจะกินให้รู้ว่าอกหักอกหักต้องไปแล้วน้องฟิ้งอกหักเอาไปไปrồi mà phim sang bên này thì mới có người bên kia không ai bóc tôm cho cưng ăn đâu. Ờ พี่ไปไงมาไงถึงได้อยู่ในแก๊งอ่ะไม่อยากพูดถึงว่ะพี่ออกจากแก๊งมาแล้วพี่ทำอะไรต่อก็ช่วยเฮียทำร้านไงอนาคตอ่ะคิดว่ายังแต่ผมคิดนะในอนาคตอ่ะพี่จะมีผมอยู่ต่อไปเรื่อยๆพี่ได้ไม่เหงาไงรู้เหมือนคนเหงาอ่ะตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยหยอดกูตลอดเลยไม่เหนื่อยบ้างเหรออ่ะแต่อังเดี๋ยวเดิฟได้ผมไม่เหนื่อยหรอกพี่อังเหมิบมุมซะที่ผมทำไปเนี่ยเพราะผมสนใจพี่จริงๆไงแต่ถ้ากูบอกว่ากูไม่ได้สนใจเนี่ยโอ้ผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ผมจะไม่หยุดพยายามไม่หยุดพยายามคุณมีอะไรน่าสนใจขนาดวะไอ้กระโมโบโซ่แบบนี้ได้感觉ที่โซ่กะวังกายฝากให้ซื้อน้ำจิ้มเพิ่มเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนนะพี่ปากของใช่ไหมซื้อมาแล้วไปกันนะใช่ๆก็ชวนซีซาวไว้พี่เคนจิเออวีโอ้โหสนุกมากไหมมึงกับแค่บิดเนี่ยหรอถ้าทางมันมั่งจะอยากขอเส้นร้านนี้เพื่อมาเปิดกิจการผมว่ามันอาจจะอยากเก็บค่าคุ้มครองเองบอกป๋าดีไหมครับเออสองคนแต่งตัวเข้าไปในร้านมันเก็บหลักฐานมาเพิ่มมีอะไรคอยมาแรงกูจะเห็นนะพี่เคนจิผมไม่เคยคิดที่จะทรยศพี่เลยมีข่าวสารอะไรผมก็บอกพี่ตลอดนะมึงไล่หัวพี่เลยแต่มันขอถอนตัวเองพี่ถือเขาวางมือจริงๆนะพี่เฮ้ยร้านชาบูนั่นก็เป็นร้านอาหารธรรมดาแล้ว
ไม่มีอะไรแอบแฝงตามที่ผมรายงานไปเลยพี่ปล่อยให้มันอยู่สบายไม่ได้มันทำอะไรป่วยมันต้องทดใช้โหท่านแบบนี้จะเวิร์ดตัวซาลงต๊อกแจมมาแล้วไปเขาออกจากแก๊งแล้วพี่ปล่อยเขาไปเถอะมึงไม่ต้องมาเสือกสอนกูทำไมอ่ะดึงต้องอย่าให้กูเชื่อว่ามึงไม่ได้ทอยกับกูมึงไม่จัดการซะมันเป็นแต่ได้ช่วยเอาไปเฮ้ยกูแต่มึงจัดการไม่ได้มันอยู่ใกล้นี่ที่กูฟังไหมคิดฝึกเนาะแบบดีเท่านั้นอยากจะตายเหมือนฮะพี่ไม่เสียทั้งติว anh chỉ cho mày một vé đi xem Westlife hai đêm luôn và được ăn tối với những chàng trai. Sao mày mới nản chồng quá? Thôi chị thì không buồn thòng, mẹ không nản mà. Nó bên này mang mẹ. Không phải bên này mang thì đi gặp anh. You look so beautiful in white. Xinh đẹp trong màu trắng. Các anh nghĩ sẽ hát riêng cho em bài đấy đấy. Nếu em nếu em giết được Tiêu. Ok. มาแล้วครับผมโอ้โหต้องมาแบ่งเลยเรียนหมดแล้วผมไม่เติมมันละจัดมาđây những quả nghi của chúng ta, của mình. Úi giời, tao vừa kêu đừng nghỉ xong lại chiếu thẳng vào mặt của Min Min mẹ Pink Pink. Sáng chơi game đéo buồn ngủ hôm nay. Mới có 9 rưỡi mà chúng ta nó đã chắc là cái gì đấy. Chắc Kenji nó bắt guy đi đấy. Không khó thôi nè tụi con. Yeah, xin lỗi mọi người, nhưng Westlife muôn năm. Nhớ trong trailer có cảnh Guy bị Kenji dí ra vào cổ đấy. Chắc nó đây rồi. Và gì? Và cuối cùng thì mình đã về được đích. Không khó thôi ạ. Thôi để boss nhá. Để hình boss đi. Thế không muốn để hình của bọn nó đâu. Không muốn nhìn vào mặt bọn nó. Không muốn nhìn vào mặt của Min Min Ping Ping. Quá đủ rồi. Quá mệt rồi. À.
cái cách nào để cho nó kiểu giải thoát bản thân nhỉ? Yeah. Bây giờ ấy, các bạn nhớ câu chuyện mà mình kể lúc nãy không? Cái con, một con quái vật bạch tuộc khổng lồ mà nó sẽ ăn những người từ xấu dai trước đến đẹp dai trước ấy. Yeah. Thì theo cái quy luật đấy thì chắc chắn là Min Min nó, chúng ta biết đúng không, nó có thể sống rất vui vẻ tại vì nó đi the top của, thì bây giờ có lẽ là chúng ta phải có thêm độ 15 cái con bạch tuộc khổng lồ quái vật đấy nữa nhỉ, để nó tăng tốc cái quy trình lên được không, để cho Min Min đây bị ăn thịt đi. Đừng để cho nó tồn tại, nó dơ cái mặt nó ra đây nữa. God. Chúng ta còn 3 tập nữa các bạn ạ. Ok.